là phải chờ đánh đòn mới nằm vậy. Quỳ ơi, bước tới đây biểu bài. Quỳ ơi, có nghe lời ba không? Ba đánh đòn á, nghe lời không? Có nghe lời không? Ôm em đi. Anh hai vô đây, anh hai thương ba không? Louie ơi, vô đây ôm em cho ba đi. Về ẩm em cho ba nha. Về ẩm em nha, là ẩm em cho ba đi ăn cơm với nhau nè. Louie ơi, lên ẩm em cho ba đi ăn cơm cho ta. Nè Louie ẩm em đi, nằm 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 với ôm em cho ba đi ăn cơm. Nằm xuống đây ôm em chưa? Con nằm xuống. Con nằm xuống đây rồi, nằm xuống đây ba đưa em chưa? Rồi con ôm em cho ba đi ăn cơm chưa? Ông dạ hả? Nè con nằm lại ôm em đi. Ôm em đi, ôm em đi. Ôm em đi, đưa em ngủ đi. Sơ nhẹ thôi. Thương em không? Ôm em nữa này. À, ba. Thương em không? Mắt cho tay cho em đi. Mắt cho tay cho em đi. Mắt cho tay cho em đi. Giỏi quá, mắt cho tay cho em đi. Mắt cho tay cho em đi. Mắt cho chân cho em đi. Ôi, người ta khó chịu mà. Ôi ơi. Ôi ơi, Em khóc rồi. Lùi ơi, lùi em khóc rồi, lấy khăn cho em. Nè, lùi, lùi lấy khăn mang lau mặt cho em nhé. Lùi cho em, lùi cho em đây. Lùi ơi, ôm em này nhanh, em khóc lùi ơi. Nè, ôm em thôi, hôn em cái nhanh. Anh hai ôm em, hôn em cái. Anh hai ơi, anh hai hôn em cái đi. Anh hai ôm em đi, ôm em đi. Hôn chân em đi, hôn chân em đi. Ồ, em khóc rồi. Ồ, thôi. Ba biết rồi, Anh biết là cạnh anh hả? Hả? Ôi ơi, ôm mình đi thôi. Tự nhiên ôm ơi, người làm tôi buồn. Ôm mình hả? Biết giải không mà. Sao vậy Tâm ơi?